vị đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những bài học dạy con trẻ. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng học làm người có lẽ là một bài học suốt đời, mà không chỉ là con trẻ mà người lớn chúng ta cũng cần phải học tập. Tuy nhiên, đối với những quý vị phụ huynh thì làm sao để tiếp cận, để đưa những cái bài học làm người đến với con dễ dàng để cho con có thể tiếp cận và hiểu những cái thông tin, những cái bài học này có lẽ là một nghệ thuật. Và xuất phát từ ý tưởng là làm sao để mang những bài học đạo đức mà chúng ta vẫn thường cho rằng là mang tính triết lý giáo điều rất cao đến với các bạn thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, thì giáo sư Cao Huy Thuần đã mang đến cho độc giả Việt Nam quyển sách có tên gọi là Nhật ký sang trắng. Có thể nói, Nhật ký sang trắng là cuốn giáo khoa khuyên dạy đạo đức làm người cho con trẻ. Những câu chuyện kể sinh động thiết thực được trích từ văn chương của các tác gia nổi tiếng và từ những câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà tác giả kể lại cho phù hợp với đạo đức của mọi gia đình, không phân biệt về tín ngưỡng, văn hóa, trong sự liên quan đến các vấn đề, thương yêu sự sống, tranh luận và tranh cãi, nói lời hòa ái, cãi và im lặng, cho, nói xấu, tiếng đồn, công lý, tâm hồn cao thượng, khiêm tốn, biết ơn, bội bạc và bền chí. Độc giả trẻ cũng như là các quý vị phụ huynh có thể hiểu thêm về khái niệm học mà chơi đơn giản nhưng sâu sắc của một nhà giáo dục tâm huyết. Giáo sư Cao Huy Thuần là một tác giả quen thuộc, hiện đang giảng dạy tại Pháp và thường xuyên về Việt Nam để tham gia các hội thảo cũng như là các buổi nói chuyện. Ông đã chiếm được cảm tình của độc giả qua các tác phẩm như là Chuyện trò, Thấy Phật, Thế giới quanh ta. Vâng, tiếp tục câu chuyện đó, chúng ta cũng biết là muốn ra mắt sách thì giáo sư Cao Huy Thuần đã có cái buổi họp báo để mà giới thiệu cuốn sách này đến với chúng ta. Thì cái buổi giao lưu ra mắt cuốn sách này của tác giả Cao Huy Thuần đã thu hút rất là nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh, của các độc giả, nhất là những ai mà đang có con em đang tuổi mới lớn. Thì điều này không bất ngờ vì vấn đề truyền thụ những kiến thức về đạo đức đối nhân xử thế cho thế hệ trẻ là điều trăn trở của đại đa số các bậc phụ huynh. Đến với buổi ra mắt quyển sách Nhật ký sen trắng thì nhiều phụ huynh cũng bày tỏ những tâm tư cũng như là những trăn trở trong việc là làm sao có thể đưa những cái bài học làm người, truyền tải những cái nội dung này đến với những đứa con thân yêu của mình đang ở lứa tuổi 15. Có thể nói là một cái lứa tuổi mà lớn thì chưa lớn nhưng mà nhỏ thì cũng không còn nhỏ. Cho nên cũng có rất là nhiều vấn đề mà để giáo dục con cái ở độ tuổi này thì quý vị phụ huynh coi đó giống như là những cái thử thách, những cái thách thức mà mình cần phải vượt qua. Cũng như là cũng chia sẻ tại buổi ra mắt sách này những vấn đề mà các gia đình đối mặt, đó là làm sao để điều chỉnh được hành vi của con cái trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ là nên tìm hiểu những cái cách giáo dục của thế giới giúp cho giáo dục Việt Nam có những cái thích ứng với thế giới hơn. Cháu nó đi học thì mỗi ngày về cũng hay hỏi nó là vấn đề mà hôm nay con học như thế nào, bạn bè ra sao, rồi cô như thế nào, có những gì khó khăn thì nó hay chia sẻ với mình, mà mình cũng nói chuyện với nó là với một tư cách là người chị, người bạn hơn là người mẹ. Tôi nghĩ là dạy con như vậy là để cho cháu nó có suy nghĩ là nó đoàn kết trong gia đình, rồi nó có những cái sự thân thiện là bên nội, bên ngoại, hoặc là trong em út trong gia đình. Và để tiếp tục chia sẻ thêm với các bậc cha mẹ về những kinh nghiệm để nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong cái lứa tuổi 15, cái lứa tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là dở dở ương ương này, thì thưa quý vị, trong câu chuyện ngày mới sáng nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với giáo sư Cao Huy Thuần, và trong cuộc trò chuyện với phóng viên Chào Ngày Mới, tác giả của quyển sách này sẽ mang đến cho chúng ta những kinh nghiệm quý. Thưa quý vị, nhân dịp giáo sư Cao Huy Thuần giới thiệu cuốn sách Nhật ký sen trắng của ông, hôm nay mời quý vị cùng trao đổi với giáo sư để hiểu biết thêm một số những cái thông điệp mà ông muốn gửi gắm trong cuốn sách này. Xin chào giáo sư ạ. Thưa giáo sư, có một cái điểm thú vị mà khi Khánh Quỳnh mở cuốn sách này ra có thể nhận thấy được ngay, đó là giáo sư đề tặng cho lứa tuổi 15 cũng như là các quý vị phụ huynh. Như vậy vì sao giáo sư lại lựa chọn cái đối tượng là lứa tuổi 15 mà không phải là 16, 17 hay là 18 ạ? Vâng, như tôi viết trong quyển sách đó, cái tuổi 15 là tuổi cái đầu mở ra cho mọi sự suy luận và phán đoán. Đó là khi tôi học văn thì trước tuổi 15 tôi chỉ biết tại tình tại cảnh thôi. Cho đến khi 15 tuổi đó tôi bắt đầu đi vào những cái vấn đề mà tiếng Pháp gọi là dissertation morale và tiếng Việt mình dịch là nghị luận luân lý.
tức là những cái đề tài mà nó có bắt mình phải suy luận, như là cái đề tài đầu tiên mà tôi phải làm trong buổi học văn của tôi để về nghị luận luân lý đó, cái đề tài nó như thế này. Người ta nói hoa hồng nào cũng có gai, nhưng mà một người khác lại nói rằng may quá, trên gai lại có hoa hồng. Vậy thì trò hiểu như thế nào về hai câu hỏi đó? Đó là cái đề tài đầu tiên mà tôi phải giải quyết. Tôi phải nói thật, tôi rất lúng túng, bởi vì tôi chưa khi nào tôi được học tranh luận hay là được học mà suy luận phán đoán về những vấn đề như vậy cả. Thì quyển sách của tôi đó là một quyển sách mà tôi muốn gợi về cho kỷ niệm của tôi ngày xưa, và tôi nghĩ rằng đó là lúc đó tôi 15 tuổi, và tôi cũng muốn gửi đến cho các em 15 tuổi, tức là các em bắt đầu phải suy luận phán đoán, và đó là cái mục đích của giáo dục. Giáo dục đích thực là giáo dục mở đầu ra cho sự phản đoán, suy luận, và đó là bắt đầu ở tuổi 15. Dạ, như vậy là một cái lý giải rất là riêng của giáo sư về cái việc là đề tặng cho tuổi 15. Như vậy có thể nói là ở cái lứa tuổi 15 là cái lứa tuổi mà gọi là chính nhất để các em có thể bắt đầu học những cái đạo đức, những cái cách là ứng xử làm người. Như vậy thì theo thầy, trong cái lứa tuổi này các em có thể học được những cái đạo lý gì? Thật sự mà nói, tôi không có tham vọng, tôi không muốn dạy về đạo đức. Quyển sách này không phải là một quyển sách giáo khoa, cho nên tôi chỉ muốn học về đạo đức, nhưng mà học một cách rất là giản dị, rất là dễ hiểu. Tôi muốn cách thế nào để cho các em thâm nhập được những cái vấn đề đạo đức căn bản một cách rất là tự nhiên, một cách rất là vui. Đó là chơi mà học, học mà chơi. Đó là mục đích của quyển sách này. Đó là những đề tài mà các em có thể bắt đầu suy nghĩ từ cái tuổi 15, và sau đó cho đến tuổi 16, 17, 18 và về sau, và mãi mãi cho đến khi nào mình chết thì thôi. Nghĩa là đó những vấn đề quan trọng nhất của triết lý. Ngoài những cái câu chuyện rất là giản dị như thầy có nói thì Khánh Quỳnh cũng nhận thấy một số những cái vấn đề thầy đưa ra có vẻ nghe qua có vẻ hơi khô khan. Chẳng hạn như là vấn đề là làm sao để bác ái, làm sao để có một tâm hồn cao thượng. Như vậy thầy có sợ là ở cái lứa tuổi 15 này thì các em hơi khó tiếp nhận những cái vấn đề mà có vẻ là triết lý như vậy không ạ? Vấn đề làm sao mà để cho các em tiếp nhận được những vấn đề đó bằng những câu chuyện rất là đơn giản. Đó là một. Thứ hai nữa, trông như là tiêu đề của quyển sách đã nói nó, thì đây là quyển sách kể chuyện cho các em ở 15 tuổi và phụ huynh. Vậy tôi biết rằng cái giáo dục bắt đầu là giáo dục đạo đức là bắt đầu từ giáo dục ở gia đình. Cho nên quyển sách này cũng là quyển sách để cho phụ huynh đọc, chứ không phải chỉ là để cho các em 15 tuổi đọc mà thôi. Thì tôi mong rằng các phụ huynh cùng đọc với các em, và để thế nào để cho các em có thể tiếp nhận được dễ dàng. Riêng tôi nghĩ rằng tôi cố hết sức viết một cách rất là dễ dàng, một cách rất khác, để làm cách thế nào để cho những đề tài mà nó cần có tính cách khô khan và tính cách đại triết lý đó được diễn tả dưới những bằng những câu chuyện rất là đơn sơ, rất là dễ hiểu. Có những câu chuyện ở trong truyền thống Việt Nam và những câu chuyện ở trong đạo đức của Phật giáo mà có thể làm nền tảng cho đạo đức ở trong xã hội chúng ta hiện nay. Nói một chút xíu ra ngoài lề của cái quyển sách này thì hiện nay theo bản thân Khánh Quỳnh cũng như là một số cái nhà tâm lý hay là giáo dục thấy có một cái thực trạng đối với giới trẻ, đó là có một bộ phận các bạn trẻ thường có cái xu hướng đó là các bạn giống như là các bạn bị thiếu định hướng cho cuộc sống của mình. Và Khánh Quỳnh cũng thấy là trên rất là nhiều cái trang mạng xã hội thì thường có cái tình trạng là các bạn than là chán quá, mệt quá, và các bạn dễ dàng buông xuôi với những cái thử thách trong cuộc đời của mình. Không biết giáo sư nhận định như thế nào về cái việc này? Tôi nghĩ rằng trong tất cả mọi con người, và nhất là trong tất cả bạn trẻ đều có một tinh thần lạc quan. Tôi không nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ bi quan đến mức đó. Ngược lại, tôi nghĩ các bạn trẻ rất là lạc quan và rất là phấn đấu. Cái vấn đề là chúng ta nên có một cái giáo dục như thế nào để mà giúp ích bồi dưỡng, phát triển cái tinh thần lạc quan và cái tinh thần phản đoán của các bạn trẻ lên. Chứ tôi không nghĩ rằng các bạn trẻ mất cái tinh thần phản đoán đâu. Ngược lại, các bạn trẻ có tinh thần đó rất nhiều nhưng không được phát triển. Và tôi nghĩ rằng mục đích của giáo dục là phải phát triển cái tinh thần đó, tinh thần lạc quan, tinh thần yêu đời,
Thưa giáo sư, như vậy thì cái việc mà phụ huynh đóng góp trong cái phần giáo dục cho các em để có thể em khai mở được cái tinh thần phán đoán đó cũng rất là quan trọng. Để kết lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì giáo sư có những cái lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến các vị phụ huynh không ạ? Khi mà tôi dùng những câu chuyện á để mà viết cuốn sách này đó, mà những câu chuyện này là những câu chuyện rất đơn sơ, nó còn tới cách như những câu chuyện cổ tích đó, tôi nghĩ đến một câu nói của Einstein: các bậc phụ huynh, các bậc có muốn con em các bậc học giỏi lên không? Dễ lắm, chỉ kể cho các em nghe những chuyện cổ tích. Bây giờ các bạn, các vị phụ huynh có muốn con em của quý vị học giỏi hơn nữa không? Cũng dễ lắm, hãy kể thêm những câu chuyện cổ tích cho các em. Tôi muốn nói rằng phải mở cái đầu óc của các em, mở cái đầu óc tưởng tượng của các em, bởi vì khoa học là phán đoán và tưởng tượng. Không có tưởng tượng thì không thể nào mà mở rộng óc khoa học được. Mà muốn mở rộng tưởng tượng thì không gì bằng những câu chuyện cổ tích. Dạ, xin cảm ơn giáo sư và hy vọng là sắp tới giáo sư sẽ có thêm nhiều cái tác phẩm làm những cái món ăn tinh thần rất là quý giá cho các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Xin chúc giáo sư sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô.